anh thực sự rất mừng khi em quay về bên cạnh anh. Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc. Em hãy quên hết những phiền muộn đã qua đi, được không? Cô muốn gì? Tôi muốn anh cho tôi biết hiện tại mẹ con một trai đang ở đâu, để có chứng cứ phanh phui sự việc của Jimena, để cho khán giả thấy được sự thật, quay lưng và tẩy chay họ. Bây giờ cô muốn sao? Bây giờ tôi chỉ cần ở cạnh Khoai Tây thôi. Nếu vậy thì cô hãy ở đây và chịu sự giám sát của tôi, và im miệng trước báo chí. Còn nếu như cô chống đối và để lộ ra thân phận của Khoai Tây, thì Khoai Tây sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Tại sao tôi phải mất sự tự do của mình? Cô không hề mất tự do, cô còn được ăn sung mặc sướng nữa. Đó là điều biết bao nhiêu cô gái mơ ước.